Em chuyển ô tô gửi lên chào toàn thể tất cả anh chị nha. Đây nè, bên em vừa về con xe Lengura tập chạy tập lái đến tay người tiêu dùng đây. Con này em nó sinh năm 1999, hàng nhập, dòng phiên bản cao cấp của Daewoo anh chị nha. Ghế chỉnh điện điều hòa tự động, đây đồng sơn nè, bản số 77A07332 nha. Đây là cụm đèn nè, cụm đèn trang bị đèn đèn bi nè, đèn bi nè rất đẹp luôn anh chị ạ. Đây em để salon nó hơi bụi nè, anh chị thấy nó bụi không? Xe này không có một vết chạy nha. Bên em đã dọn rửa con này rất là kỹ luôn nè. Đến tay người tiêu dùng, anh chị mua về anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Dòng xe rẻ tiền đến với tay người tiêu dùng anh chị nhé. Bốn vỏ nè anh chị xem nè, vỏ của em đó nè, bốn vỏ được 80% nha. Trang bị theo con xe là thắng ABS nè, ghế chỉnh điện nè, bốn thắng đĩa gầm bề nè anh chị coi nè. Đó, không có một xíu mục mọt luôn. Đây là đồng sơn con Lengura đây ạ. À, form dáng rất ngầu ạ. À, nó rẻ hơn con Matiz anh chị ạ. À, là anh chị sở hữu được con Lengura hàng nhập rồi. Đó, đồng sơn là một bộ đen rất mạnh mẽ, rất cá tính luôn. Gương kiến của nó là nguyên bản theo xe chưa hè luôn anh chị nhé. Đây nè, vỏ sau nè anh chị coi, vỏ sau còn rất mới nè, 80% nè. Mâm đúc nè, thắng đĩa luôn nha anh chị nhé. 4 tháng ABS chống bóng phanh luôn ạ. À, đó gầm bề nó có mấy chục triệu à, là anh chị sở hữu được con xe rồi. Anh chị có nước sơn của nó nè, nước sơn rin nè. Đó, anh chị thấy nước sơn rin không? Nước sơn rin như con xe nè, chừng anh quay tới đâu nước sơn rin tới đó nha. Đó, anh chị thấy sơn không? Nước sơn ánh kim nè, rất đẹp luôn. Con xe này cũng có vài chỗ là giảm lại anh chị nha, tại vì đời này nó cũng sâu rồi. Đó, đây là form dáng con Daewoo Lengura đây. Đây là hai cụm đèn phía sau của nó nguyên bản xe, biểu tượng nè, Daewoo nè, bản số 77A07332 anh chị nha. Đây nè, Lengura nhé. Đây là nước sơn của nó nè, anh chị xem nước sơn của nó nè. Đây ạ, đó, anh chị thấy chất sơn rất là bóng luôn. Bốn cánh đẹp như nhau anh chị nha. Đây là nước sơn của em xe đó đây, bốn cánh nó đẹp như nhau nước sơn nè. Bốn thắng đĩa, bốn vỏ mới anh chị nha. Con này mua về là anh chị chỉ việc sử dụng thôi, tại vì Trần Anh đã ở khoảng cách rất là gần cho nên không mở cửa ra được đâu ạ. Xe này bên em đã kiểm tra rồi, rất là ok. Đó, dòng xe tập chạy tập lái đến với tay người tiêu dùng đó. Đây Trần Anh quay phần nội thất là bốn cánh cửa là rất là liền lẹt, không dấu hiệu là cứng đục. Đây ạ, tắp bi cửa nè, bốn cái này chỉnh điện hết toàn diện nha. Ghế là ghế da nè, ghế da nguyên bản theo hàng nhập luôn nhé. Biểu tượng của Daewoo là rất là dày anh chị thấy không? Nè, đó bộ ghế rất là dày luôn. Thế nào, đi theo xe là có một cái học tì tay. Học tì tay xe nỉ nè, nỉ phía sau phần gối nè, còn nguyên bản nè, loa nè. Loa là nguyên bản theo xe nhé, âm thanh nhạc nhóm nghe hay lắm anh chị ạ. Dây đai an toàn, mọi thứ chức năng ok lắm, bốn cánh cửa chỉnh điện hết toàn diện. Dòng này nó cũng dòng xe Trần Anh xếp vào dòng xe đề cổ rồi. Nhưng mà nó che nắng cho mưa, chở anh chị đi. Ok, máy chạy mạnh. Mức độ tiêu hao nhiên liệu của nó nằm tầm 9 lít trên 100 km nhé. Đó, nguyên bản theo form xe của con Lengura đây. Chất đóng cửa rất liền lạc. Đây ạ, trang bị nè, lóc khóa mở cửa từ xe nè, anh chị coi nè. Đó, lóc khóa mở cửa từ xe hết toàn diện nhé. Xe đã được mở rồi ạ, à, tắp bi nè. Đây anh chị ạ, à, gương chỉnh điện nè. Đây tích hợp là gương chỉnh điện nhé. Lóc cửa là 4 cánh chỉnh điện lên xuống rất mượt mà nè. Đây ạ, à, trang bị thêm là ghế chỉnh điện nè anh chị, đó ghế chỉnh điện nè. Cho anh đang test cho anh chị nhé. Anh chị thấy không, ghế chỉnh điện nè. Chạy lên chạy xuống nè. Mấy chục triệu thôi. Thua con Matiz nữa. Thông dụng như xe đời mới luôn. Trang bị là nguyên bản cho xe, chỉ có một cái đầu CD nghe nhạc, điều hòa tự động, toàn bộ con số của nó đây, chạy rất là bốc nha. Đó, cột kèo nguyên bản là không có đâm đùng anh chị nhá. Đây nè, chủ nhà lót thêm một cái miếng lót chống thảm chống nóng đây ạ. Vô lăng 4 chấu nè. Mấy dòng này xe này không có dịch vụ đâu cho nên chị cứ yên tâm vào cái chất xe nhá. Anh chị thấy phân gai à, nguyên bản theo xe hết. Đây để cho anh test cho anh chị xem nhé. Đó, xe đã được mở máy rồi.
Em ngồi thử, em chỉnh thử cái ghế chính điện nha. Đó, chị thấy không? Người đã được đẩy tới phía phần phía vô lăng nha. Đây ạ, gương là đầy đủ nè. Chân là chân nỉ bọc ni lông cánh gì hết toàn diện anh chị nha. Đèn đóm đó. Đề nhẹ đã nổ nè. Xe này không có xíu lỗi anh chị nha. Anh chị coi nè, báo xăng nè, báo nhiệt nè, báo tua máy nè, báo km nè, hoạt động nè. Đó, rất là chất. Trợ lực lái ngồi một chỗ xe vô lăng nè anh chị coi nè, rất là nhẹ nhàng anh chị thấy không? Ngồi một chỗ xe vô lăng nè, rất là nhẹ nhàng luôn. Điều hòa đây ạ, mọi thứ chức năng nè, ưu tiên nè, xi nhan nè, trái phải nè, đầy đủ hết đèn nè. Đèn rất là sáng chị nha, đá đèn nè. Đó, mua về là sử dụng thôi. Đây ạ, đây là điều hòa tự động nhé. Đây là chỉnh điều hòa tự động AC nè. AC thì anh đã mở rồi nhé. Quạt nè, quạt lớn nhỏ nè. Đó, điều hòa nè. Cửa gió điều hòa rất là thông minh anh chị nha. Điều hòa hai chiều lận. Đây là chỉnh nhiệt độ độ C của nó đây. Đó, đây em đang chỉnh nhiệt độ độ C nè. Đó, máy lạnh là có rồi nha anh chị nha. Mở là lạnh ngắt rồi. Đèn còi xi nhan nè, rất là nhạy anh chị thấy không? Đây nè, không có một xíu gì lục mang đục như là dán thì chống nóng cái táp lô đây, táp bi cửa nè, đó táp bi cửa là bộ cánh chính điện luôn, cột kèo nè, đó nguyên bản hết. Có 70 triệu là anh chị có thể sở hữu được con xe rồi nhé. Đó, máy lạnh em đang mở luôn, em test phần máy cho anh chị xem nhé. Máy móc hoạt động là bao ok cho anh chị luôn. Chỉnh đèn sáng tối nè. Đây ạ. Ghế chỉnh điện rồi. Đây ạ. Đó, ghế chỉnh điện nè. Đó, phong dáng con Land Cruiser đó, hàng nhập đó anh chị. Báo cửa nè, mọi thứ chức năng ok lắm. Đây là nắp capo nó được mở rồi nhá. Anh chị xem cục đèn của nó rất là sáng anh chị thấy không? Đó, cục đèn trước rồi rất là sáng luôn. Bốn vỏ đẹp như nhau nhá. Đây là máy móc nè. Đó, máy được mở rồi nha. Hỗ trợ là hai viên nhúng tí lực nè, đó anh chị thấy không? Hai viên nhúng thôi, tự lực phải chống nha anh chị nha. Hai bên nè, hai viên nhúng thì được hết toàn diện con xe nhé. Máy móc đây nè, máy đang hoạt động luôn, nổ rất là êm ái. Máy đây à, rất là khô ráo luôn chị không ạ. Mua về là sử dụng thôi. Con này xài 4 x full nhớ 1, 2, 3, 4 nè. Đó là phong dáng cabo đây. Nguyên bản con xe hết. Em quay luôn phần gầm bệ cho anh chị xem nhé. Đây là gầm bệ của em xe nó đây. Không một xíu một vò anh chị nhé. Anh chị thấy gầm bệ không? Gầm bệ của con xe hàng nhập nè. Những cái đinh tán bấm nè, nguyên bản theo xe luôn. Đó, không có một xíu bục bò gì thấy không ạ. Chất gầm đó. Đó là phong dáng con Land Cruiser đó.
Đây là cốp sau nè, cốp sau nè, đây là sóng lường nè, anh chị thấy không, nguyên bản hết, nỉ nè, nỉ trong cốp sau nè, năm mâm đúc anh chị nha, con này hàng nhập năm mâm đúc luôn nè, vỏ xe cô phía sau được 60%. Nó không có một xíu mục mọt luôn. Phong dáng cái con xe này nó y chang cái con mệt ở 240 nha, cái phần đuôi với cái phần đầu á. Anh chị nếu anh chị đã chạy con mệt ở 240 rồi, anh chị nhìn cái con Langura hàng nhập này nó y chang con mệt ở 240 luôn. Kích thước phong dáng nó y chang nhau, máy 2.0 nhá. Chạy siêu ok luôn. Một lần nữa anh chị nào thích dòng này thì cứ trực tiếp alo cho anh. Một lần nữa cho anh xin cảm ơn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.